Sao mày không tự kết liễu đi? Cửa sổ kia sao không nhảy đi? Mày sống trên đời này làm gì? Đây chỉ là số ít trong hàng trăm hàng ngàn bình luận vô cảm, tàn nhẫn dành cho một cô gái chỉ mới 22 tuổi. Những bình luận kiểu này dường như đang muốn đẩy cô gái này vào bước đường cùng, là chọn cách biến mất khỏi thế giới này vĩnh viễn. Nó bắt nguồn từ khi hàng loạt bài đăng ẩn danh trên một kênh TikTok với 1,2 triệu lượt follow, với những thông tin chưa được kiểm chứng, được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Từ đó thì cuộc sống của cô gái này ngập tràn trong những lời chỉ trích, tấn công và cả nguyền rủa. Vâng, câu chuyện mình đang muốn nói ở đây là xoay quanh giữa Hùng Jiju, Phương Anh và Chưa Biết, những nhân vật đang làm mưa làm gió trên mạng xã hội trong thời gian vừa qua. Câu chuyện bắt đầu khi một thanh niên tên Hùng, một người được cộng đồng mạng ví von như thám tử Conan ngoài đời thực bởi khả năng truy tìm sự thật, Hùng quyết định tung ra những bằng chứng cho thấy một kênh TikTok có hơn 1,2 triệu lượt follow đã đăng tải nhiều thông tin chưa đúng sự thực về đời tư của người nổi tiếng. Hôm nay mình sẽ đối đầu với Chưa Biết, nhưng không phải giải mật mã mà để chứng minh là những bài Chưa Biết post không hoàn toàn đúng sự thật. Cảm thấy bị thách thức, kênh này đã trả đũa bằng cách tung liên tiếp nhiều clip chứa những thông tin đời tư nhạy cảm được cho là có liên quan tới bạn gái của Hùng Jiju là Phương Anh. Đã có hơn 10 clip kênh này đăng tải để đáp trả Hùng và Phương Anh, bất chấp thông tin chưa được xác thực. Các clip đều thu về được lượt quan tâm lên tới hàng triệu lượt xem, cùng với hàng ngàn lượt bình luận. Đây cũng chính là khởi đầu dẫn tới loạt ồn ào hiện tại. Tình trạng lợi dụng sự ẩn danh trên mạng xã hội mà tự cho bản thân cái quyền đưa ra những thông tin mập mờ chưa được kiểm chứng để câu view, câu like đang xảy ra tràn lan, ngày càng trở nên nhức nhối. Dù điều đó có thể hủy hoại cuộc đời của một con người, thậm chí là vi phạm pháp luật, nhưng họ thì không quan tâm, miễn là họ có fame, có được sự chú ý và có cả tiền bạc. Đồng thời, chúng ta cũng cần đặt ra một câu hỏi rằng liệu Phương Anh có thực sự là nạn nhân hay đang lợi dụng tin đồn trên để cố tình PR cho bản thân bằng tai tiếng? Hãy cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Chào mừng đến với Battle Cry khám phá đường tắt dẫn tới thành công. Trên cõi mạng những ngày gần đây thì đang nổ ra rất nhiều đợt tranh cãi nảy lửa. Dư luận thì đang chia thành hai phe. Một bên thì chỉ trích Phương Anh thực sự có một quá khứ đen tối và bây giờ thì đang muốn tẩy trắng. Bên còn lại thì tin Phương Anh chỉ đang là nạn nhân của những tin đồn thất thiệt. Tranh cãi giữa Hùng và Phương Anh cùng với kênh Chưa Biết thậm chí còn được đài truyền hình quốc gia VTV đưa tin và có sự vào cuộc của lực lượng chức năng. Và mình cũng mong rằng Phương Anh và Hùng chỉ đang là nạn nhân, rằng họ không lợi dụng tình huống này để tự PR cho bản thân, để kiếm thêm được một chút sự nổi tiếng, mà bất chấp đi hủy hoại danh dự của bản thân hay của gia đình. Bởi trước sự hào nhoáng của danh vọng, của những lượt tương tác ảo mà ngày nay người ta có thể dùng để đánh giá một con người, thậm chí là đổi được bằng tiền, thì kết quả nào cũng có thể xảy ra. Với sự phát triển của Internet, của những nền tảng mạng xã hội, thì những cụm từ như danh vọng, sức ảnh hưởng, nổi tiếng không chỉ dành cho những nghệ sĩ trong showbiz. Giờ đây, nó còn bao gồm cả những TikToker, những KOL, KOC hay influencer. Không cần hoạt động nghệ thuật mà chỉ cần nổi tiếng trên các nền tảng mạng xã hội, những người này có thể trở nên nổi tiếng tới mức có một lượng fan riêng và có sức ảnh hưởng tới cả xã hội. Có lẽ rằng chúng ta không còn xa lạ gì với những phiên livestream có tổng doanh số lên tới hơn cả 100 tỷ hay hàng chục tỷ của nhiều TikToker nổi tiếng như Gia Đình Quyền Lêu, Chiến Thần Hà Linh, Hằng Du Mục, v.v. Người người nhà nhà canh mua những sản phẩm của họ bán. Chưa bàn về những con số có thực hay không, thế nhưng không thể phủ nhận chúng quá choáng ngợp. Đó đều là những con số mà rất nhiều người trong chúng ta ao ước. Hấp dẫn là vậy, bởi thế mà ai cũng muốn nổi tiếng, muốn có fame. Nhưng nổi tiếng bằng cách nào đây? Thực ra giờ đây thì rất dễ để nổi tiếng. Về vấn đề này thì mình đã rút ra được hẳn một công thức. Mình gọi đó là công thức nổi tiếng thời 4.0, bao gồm một sự việc gây tranh cãi cộng với xuất phát từ một nhân vật có sức ảnh hưởng. Trong đó thì sự việc càng tiêu cực, nhân vật càng nổi tiếng, hay có thể gọi là càng nhiều fame đi, thì mình đảm bảo rằng đến 90% nó sẽ được lan truyền mạnh mẽ. Như sự việc của bạn Phương Anh, khi kênh Chưa Biết đăng tải những tin tức, video nhạy cảm về đời tư của bạn, Phương Anh nhận được rất nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. Dù là tiêu cực thì bạn vẫn nhận được cả những job livestream bán hàng hay quảng cáo cho một chương trình hẹn hò. Và chỉ sau khi Chưa Biết tấn công quá dồn dập,
phản ứng của cộng đồng mạng hết sức tiêu cực, thì bạn lại đăng tải những video khóc lóc, đòi quyên sinh và thể hiện sự bất ổn trong tâm lý. Rồi thì người yêu của bạn là Hùng Jiju tiếp tục đăng tải những video yêu cầu cộng đồng mạng dừng lại hay phân bua suốt một thời gian dài. Thế nhưng song song vào đó thì lượng follow của cả hai đều tăng lên chóng mặt và tên tuổi thì phủ sóng khắp mạng xã hội. Chuyện này thì như mình đã nói ở trên là đang được lực lượng chức năng giải quyết. Đối với mình thì chuyện này chẳng hay ho gì, vì cộng đồng mạng đã quá ngán ngẩm và quá mệt mỏi khi sự việc liên tiếp bị kéo dài. Chưa bàn tới đúng sai, nhưng sau câu chuyện này, dù muốn hay không, thì hai bạn chắc chắn sẽ không còn được đón nhận nhiều điều tích cực trong con đường hoạt động trên mạng xã hội nữa. Hiện nay thì nhiều bạn đang lẫn lộn giữa nổi tiếng và tai tiếng. Trong tiếng Anh thì có một câu như sau: Play stupid games, win stupid prize. Có nghĩa là chơi những trò chơi ngu ngốc, bạn sẽ nhận lại được những phần thưởng ngu ngốc. Nhiều bạn trẻ hiện nay đang đánh mất bản thân mình vì cái lợi trước mắt. Thế nhưng cũng khó mà trách họ được, bởi trong một xã hội có quá nhiều người dùng chiêu trò để thu hút người xem như khoe sắc, khoe tiền, khoe thân, thì tính chân thực của sự việc đôi khi không còn quan trọng nữa. Nhưng thực ra thì các bạn không cần trở thành một ai khác cả. Hãy cứ là chính mình thì vẫn sẽ được nhiều người ủng hộ. Nhờ vậy mà đa phần những người theo dõi bạn sẽ là những người có cùng tần số và cùng tư duy, chứ không phải những thành phần toxic khác. Thứ hai, ở đời thì không có gì gọi là thành công nhanh hay đường tắt cả. Cuộc sống này nó như một con đường dài vậy. Cái gì muốn bền lâu thì không có đường tắt. Trong trường hợp nếu Hùng và Phương Anh đang lợi dụng tin đồn để tạo thêm drama, thì hai người có thể nổi lên trong phút chốc. Nhưng nếu không có thực tài, không giúp ích được cho xã hội, thì sớm muộn gì cũng sẽ bị quên lãng. Chưa kể drama còn mang tới những câu chuyện hết sức nặng nề, làm tổn hại tới danh dự, gia đình của bản thân. Chưa thấy lợi mà mẹ của Phương Anh, người chẳng liên quan tới sự việc này, cũng đã bị cộng đồng mạng khủng bố bằng những cuộc điện thoại hay cố tìm tới tận nhà. Có câu nói rằng, đường tắt thì hay tối, mà nói dối thì hay cùng. Tất nhiên là trong cuộc sống, có những lúc bạn không biết phải lựa chọn con đường nào mới là đúng đắn. Thế nhưng chúng ta phải đánh giá thật cẩn thận. Và dù có đi xa đi chăng nữa, thì chúng ta vẫn có thể đi lại, chỉ cần chưa đi quá xa, tới mức không thể quay đầu lại được. Còn nhớ năm 2007, khi ca sĩ Hoàng Thùy Linh bị lộ clip nhạy cảm, cô đã trải qua một thời gian vô cùng khó khăn và suy sụp về tinh thần. Cảm giác từ một ca sĩ, một nghệ sĩ đăng lên, tới mức tan nát cả sự nghiệp, cứ ngỡ rằng cô sẽ không thể quay lại showbiz nữa. Thì 8 năm sau, với MV Bánh Trôi Nước, cô đã bước ra khỏi vũng bùn và tỏa sáng rực rỡ. Vậy nên, đâu mới là con đường phát triển bền vững? Chắc là các bạn cũng có câu trả lời rồi. Hiện nay thì vụ việc chưa hề có dấu hiệu dừng lại, thậm chí còn đang phát triển mạnh mẽ hơn. Ngày trước thì có một chưa biết, nhưng giờ thì đã có nhiều nick ảo được tạo ra để bú phêm bằng việc đăng những thông tin giả mạo. Tiêu biểu là không biết từ đâu, một nick TikTok giả mạo bạn Hùng đã đăng một tâm thư xin lỗi. Người này thú nhận rằng tất cả mọi chuyện là do Hùng và Phương Anh gây ra và mong cộng đồng mạng tha lỗi. Lập tức, tin này được lan truyền ngập các trang thông tin. Những người dùng mạng bùng nổ. Dù Hùng thì cũng đã lên tiếng đính chính, nhưng có vẻ vẫn không thuyết phục được tất cả mọi người. Nhân vật ẩn danh kia thì vẫn nhàn nhã kiếm phêm từ câu chuyện đau thương của người khác. Vậy thì sự ẩn danh còn có thể gây hậu quả nghiêm trọng như thế nào? Tài trợ cho video ngày hôm nay là HostStation, vì lưu trữ tài sản như Bitcoin, Ethereum với hơn 7 triệu người dùng tin tưởng. Ví Web3 HostStation có mức phí giao dịch rẻ nhất thị trường với giao diện vô cùng dễ sử dụng, với các thao tác được đơn giản hóa nhờ công nghệ được cải tiến liên tục, trải nghiệm mượt mà, nạp rút trong vòng một nốt nhạc. Đặc biệt, mọi người có thể nhận lãi qua đêm chỉ với việc nắm giữ tài sản trong ví mà không cần làm gì thêm. Bên cạnh đó, các bạn có thể nhận các phần thưởng trị giá lên tới 1 Bitcoin mỗi ngày thông qua các hoạt động thú vị đơn giản trên ví. Tìm hiểu thêm về sản phẩm theo đường link được gắn ở phần mô tả của video nhé. Sức mạnh của sự ẩn danh. Sự việc đang xảy ra với Phương Anh thật ra không mới. Trước đó thì chúng ta đã được chứng kiến nhiều sự việc tương tự như vậy. Cũng có rất nhiều trường hợp đã được đưa ra pháp luật, nhưng cũng có nhiều nạn nhân phải ngậm ngùi cho qua vì không biết cách xử lý thế nào. Nick TikTok chưa biết không chỉ bóc phốt Phương Anh. Trước đó thì nick này đã nổi lên như một quyển Death Note của giới showbiz Việt, bởi không biết bao nhiêu nghệ sĩ đã bị nick này đăng tải thông tin thất thiệt, và đây không khác gì một bản án tử dành cho họ. Vì sau đó, mặc kệ đúng sai, hàng ngàn lượt người sẽ vào mắng chửi những nạn nhân.
Gần đây nhất là hot girl một thời Mizu. Nghệ sĩ này đã lập tức đệ đơn kiện. Thế nhưng với kinh nghiệm dày dặn trong việc đối mặt với các đơn kiện của nạn nhân, chưa biết vẫn tỏ ra rất thách thức. Và câu trả lời là họ tiếp tục đăng tải những thông tin về nghệ sĩ khác. Những việc mà chưa biết gây ra có thể dẫn tới những hậu quả hết sức nặng nề. Trong trường hợp của Phương Anh, nếu như không thể đối mặt với dư luận mà dẫn tới trường hợp xấu nhất là quyên sinh, thì chưa biết hay những kênh ẩn danh khác liệu có chịu được trách nhiệm không? Trước sự hấp dẫn của fame, của những lượt like, lượt chia sẻ, những bình luận quan tâm, thì mình tin rằng tình trạng này khó có thể dập tắt triệt để. Và liều doping khiến cho vấn nạn này càng nghiêm trọng hơn là vì phần lớn người dùng mạng Việt Nam cực kỳ hiếu kỳ, rất dễ tin vào những tin đồn thất thiệt, chưa được kiểm chứng. Và nắm bắt được tâm lý này, những trang thông tin giả mạo dùng việc công kích người khác để kiếm tương tác, kiếm tiền ngày càng trở nên phổ biến. Thực chất điều này thì không chỉ có ở Việt Nam. Hàn Quốc cũng là một nước rất nổi tiếng về vấn đề này. Các kênh bóc phốt người nổi tiếng xuất hiện ở showbiz Hàn rất nhiều. Thậm chí những kênh này còn kiếm được những số tiền cực kỳ lớn. Và tuy nhiên, họ cũng đã phải trả những cái giá khi có thể đối mặt với những vụ kiện cáo. Mới đây thôi, kênh YouTube Soyang vừa phải đối mặt với một vụ kiện tụng. Kênh YouTube này đã bị buộc tội phỉ báng 7 người nổi tiếng bằng cách đăng tải 23 video bóc phốt từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 6 năm 2023. Các video đưa tin nhiều người nổi tiếng là gái mại dâm hoặc phẫu thuật thẩm mỹ. Nổi bật nhất là thông tin thành viên RM của nhóm nhạc K-pop nổi tiếng nhất nhì Hàn Quốc BTS kết hôn. Thành viên nữ của nhóm nhạc IVE Jang Wonjong bị đồn là đang hẹn hò với nghệ sĩ lớn tuổi và có con khi mới 19 tuổi, vân vân. Và qua phân tích tài khoản thì cơ quan công an đã xác định kênh này đã thu về 250 triệu won, tương đương với 181.000 đô la Mỹ sau gần 3 năm hoạt động. Kênh YouTube này có hơn 60.000 người đăng ký theo dõi và thu về 10 triệu won, tương đương với 7.000 đô la hàng tháng từ doanh thu quảng cáo. Có nghĩa rằng nếu bạn muốn bóc phốt hay tung tin thất thiệt về bất kỳ ai thì bạn chỉ cần có đủ tiền mà thôi, sẽ có một đội ngũ chuyên nghiệp giúp bạn phá hủy cuộc đời của một con người. Đối với số tiền mà chưa biết thu lại sau những video bóc phốt thì chúng ta chưa biết, nhưng có những bên còn đưa ra giá niêm yết và đăng tải công khai trên mạng xã hội. Theo hình ảnh được VTV đăng tải thì chủ tài khoản ẩn danh này đưa ra thông tin như sau: hiện tại giá bên mình tùy theo người cần lên bài là ai, có tầm ảnh hưởng như thế nào. Nếu lên bài theo thông tin của bên mình tự viết kịch bản thì giá là 5 triệu, phí trước là 50%, còn lên bài theo thông tin của bạn thì là 2 triệu. Vâng, một hành động mà mình cũng chẳng biết phải bình luận ra sao nữa. Vừa cảm thấy nực cười với hành động vô cùng táo tợn này và cũng lo lắng vì ai rồi cũng có thể trở thành nạn nhân của họ. Chưa biết hiện đang phải đối mặt với sự điều tra của lực lượng có thẩm quyền, những con người đứng đằng sau chưa biết sắp thôi sẽ không còn giữ được chiếc áo tàng hình của bản thân nữa, thay vào đó là sẽ bị bóc trần tất cả mọi tội ác như cái cách mà họ đang làm với những nạn nhân. Nhưng đó là với chưa biết. Có những tài khoản nặc danh khác thì sao? Chúng sẽ được xử lý như thế nào đây? Có lẽ điều mà chúng ta băn khoăn nhất là khi các đối tượng đều ẩn danh thì làm sao bắt họ chịu trách nhiệm được? Ngược lại, nhiều kênh ẩn danh khác cũng nghĩ rằng sẽ không bao giờ bị đưa ra ánh sáng, có thể thoải mái tung hoành trên mạng xã hội với cái mác ẩn danh. Thế nhưng sẽ là không thể khi cơ quan điều tra vào cuộc. Các lực lượng điều tra sẽ xác minh được tài khoản này từ địa chỉ IP nào, do ai thực hiện các hành vi phạm pháp. Chúng ta gọi chúng là ẩn danh vì chúng ta có thể không nhìn thấy danh tính của chúng trên mạng xã hội. Nhưng không có gì là ẩn danh với những cơ quan điều tra. Vì vậy, nên khi bị xâm phạm, việc đầu tiên là chúng ta cần phải báo cơ quan chức năng, ở đây là cơ quan công an. Từ đó về sau, việc của chúng ta là phối hợp để cung cấp thông tin. Bên cạnh đó, những cái like, share, nhất là comment mang tính chất xúc phạm danh dự nạn nhân, xúc phạm nhân phẩm của người khác thì đều là hành vi vi phạm pháp luật, còn có thể bị xem là đồng phạm với những đối tượng tung tin đồn thất thiệt. Thậm chí đối với những đối tượng ở nước ngoài thì khi đối tượng đó thực hiện nhập cảnh vào Việt Nam và còn trong thời hạn điều tra thì lập tức sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật của Bộ Luật Hình sự Việt Nam, hoặc là xử lý theo vi phạm hành chính tùy theo mức độ vi phạm. Trong câu chuyện của Hùng và Phương Anh, đến hiện tại thì ranh giới giữa trắng đen vẫn chưa được phân định rõ ràng. Chúng ta chỉ có thể biết rõ được khi lực lượng cơ quan chức năng vào cuộc, chúng ta mới có thể đưa ra kết luận. Trong thời gian đợi câu trả lời,
thì phe chỉ trích hai nhân vật trên vẫn sẽ đưa ra những bình luận ác ý. Còn về phía ngược lại, chắc họ sẽ mong bản thân chọn đúng phe, mong nhân vật chính trong câu chuyện vẫn giữ được lương tâm, làm đúng với đạo đức và không phụ sự tin tưởng của mọi người.